Bắc Kinh ra sức dẫn dụ Washington trở lại Đại Tây Dương. Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng thông báo đỏ của Interpol, biến nó thành công cụ bức hại. Hoàng Nguyên xin kính chào quý khán giả đang đến với một tin chuyên đề vào ngày 19 tháng 1 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trên con đường phục hưng các giá trị chân chính và truyền thống. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Thưa quý vị, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đang nỗ lực để bảo đảm rằng Hoa Kỳ chuyển trọng tâm chiến lược của mình trở lại Đại Tây Dương và tránh xa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhưng ngay cả các động thái mạnh mẽ nhằm để thể hiện sức mạnh của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân PLA ở Đại Tây Dương có lẽ cũng không đủ sức để chuyển hướng bất cứ điều gì, ngoại trừ một tỷ lệ nhỏ các tài sản chiến lược của Hoa Kỳ ra khỏi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mặc dù vậy, bất kỳ sự giảm sút năng lực nào của các lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh cũng như là việc ưu tiên ra khỏi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ được coi là một phần thưởng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA trong cuộc xung đột tiềm tàng gần hơn với Trung Quốc. Bắc Kinh đã bắt đầu các động thái xây dựng các cơ sở căn cứ ở Đại Tây Dương tại nước Cộng hòa Kiribati, trên bờ biển Trung Tây của Phi Châu và trên chuỗi đảo Azores của Bồ Đào Nha ở giữa Đại Tây Dương. Bắc Kinh cũng đã thúc đẩy chính phủ cánh tả của Tổng thống Alberto Angel Fernandez của Argentina, gợi lại một mối đe dọa đối với quyền sở hữu của Anh quốc với quần đảo Falkland ở Nam Đại Tây Dương, xem đó như là một phương tiện để lôi kéo lực lượng hải quân của Anh ra khỏi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đến tháng 12 năm 2021, Bắc Kinh lại cố gắng đánh lạc hướng sự tập trung của Washington khỏi Hiệp ước Quốc phòng AUKUS mới giữa Úc, Anh và Hoa Kỳ. AUKUS đã được Úc định hướng rõ ràng là một liên minh toàn cầu với trọng tâm là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đe dọa trở thành liên minh của tương lai giữa ba cường quốc, Anglophone, các quốc gia sử dụng tiếng Anh, cùng với nhau sẽ hình thành tầm địa chính trị toàn cầu trên quy mô chưa từng có. Hiệp ước AUKUS bắt đầu được chú trọng vào giữa tháng 12 năm 2021, khi mà các quan chức từ ba nước thành viên của Hiệp ước được bổ nhiệm vào các nhóm công tác, với trọng tâm ban đầu là tăng cường năng lực tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Úc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nâng nó lên thành trạng thái chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gửi yêu cầu đến Quốc hội vào ngày 1 tháng 12 năm 2021, đề nghị chấp thuận thời gian đàm phán 18 tháng nhằm để chuyển giao công nghệ điện hạt nhân cho Úc, nhằm tìm kiếm một hướng đi tối ưu để cung cấp các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Hải quân Hoàng gia Úc trong thời gian sớm nhất có thể đạt được. Các hoạt động đánh lạc hướng mới nhất của Bắc Kinh không phải là một âm mưu mới. Các hoạt động này đã diễn ra nhiều lần trong thập kỷ qua, nhằm để buộc phương Tây tập trung vào các lực lượng phòng thủ tại Đại Tây Dương và châu Âu, để tránh một cuộc cạnh tranh đang được tái hiện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hành động như vậy ngay cả khi đang nỗ lực xây dựng lại các tuyến cung ứng hậu cần ở châu Phi để giúp cho thương mại của Trung Quốc tập trung vào các cảng bờ Đông, Ấn Độ Dương, cùng với các tuyến kết nối đường bộ và đường sắt mới, thậm chí là chuyển hàng hóa thương mại Tây Phi đến và đi từ các cảng bên bờ biển Đông Phi, đặc biệt là cảng mới do Trung Quốc kiểm soát tại Lamu, Kenya. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2016, một tờ báo của Namibia đã xác nhận các báo cáo trước đó nói rằng Trung Quốc đang đàm phán về việc xây dựng một căn cứ hải quân PLA tại vịnh Walvis, Namibia và muốn xây dựng 18 căn cứ ở nước ngoài, bao gồm cả căn cứ ở vịnh Walvis, cũng như là Bắc Hàn tại Chongqing, Thái Lan tại Korlanta và ở các địa điểm khác ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Việc mở rộng các cảng Quada, Pakistan và Lamu, Kenya và Ấn Độ Dương sau đó đã được tiến hành thuận lợi và cũng đã lên kế hoạch cho các cảng hàng quân. Việc mở rộng các cảng Quada, Pakistan và Lamu, Kenya ở Ấn Độ Dương sau đó đã được tiến hành thuận lợi và cũng đã lên kế hoạch cho các cảng hải quân ở Tanzania. Vào thời điểm đó thì Trung Quốc đã không nhất thiết phải cân nhắc đến việc họ có thể giành được quyền kiểm soát căn cứ quân sự ở Djibouti hay không, do sức ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Pháp tại đó. Nhưng những sơ suất về ngoại giao của Hoa Kỳ tiếp sau đó đã thúc đẩy Tổng thống Djibouti Ismail Omar Guelleh đồng ý giao căn cứ cho Trung Quốc vào năm 2015. Không rõ là liệu các cuộc đàm phán bí mật vào năm 2020 đến 2021 giữa các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng thống Teodoro Guma Obianmigo Guni có thể nên được bảo mật, hay là liệu họ có mục đích khác là vừa đạt được một căn cứ hải quân mới tại thành phố cảng Bata trên vịnh Guni, thuộc bờ biển rìa lục địa duyên hải của quốc gia này, vừa khiến cho Hoa Kỳ e ngại về việc tái tập trung vào Đại Tây Dương hay không. Nhưng Washington đã cắn câu. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2021, tờ Wall Street Journal đã ghi nhận lại rằng Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Finner đã đến thăm Guni, Xích Đạo vào tháng 10 năm 2021 với nhiệm vụ thuyết phục Tổng thống Teodoro Mengel từ chối những lời mời gọi của Trung Quốc. Cho đến nay, Guni Xích Đạo vẫn mắc kẹt trong các cam kết an ninh và thương mại với Hoa Kỳ, với việc đại tập đoàn năng lượng ExxonMobil của Hoa Kỳ kiểm soát trữ lượng dầu và khí đốt rộng lớn của nước này. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2020, ExxonMobil đã công khai thảo luận về các kế hoạch bán cổ phần của họ ở Guni Xích Đạo, kể cả cổ phần điều hành của họ tại hầm mỏ Safiro, với năng suất là 90.000 thùng một ngày và cung cấp phần lớn sản lượng của đất nước. Điều đó đã bất ngờ mở ra cho Guni Xích Đạo một sự thay đổi toàn diện về đường lối chiến lược. Xa hơn về phía Bắc ở Trung Đại Tây Dương, một động thái khác của Bắc Kinh đã xuất hiện. Một báo cáo của nhóm nghiên cứu công bố vào tháng 9 năm 2021 với nhan đề Phát triển ngũ nhãn, cơ hội và thách thức trong bối cảnh chiến lược đã lưu ý rằng Trung Quốc đã xác định vùng tự trị Azores là một trung tâm trọng yếu của Đại Tây Dương và do đó đã mua lại các căn cứ trên các hòn đảo này, chẳng hạn như là các cơ sở lưu trữ bị bỏ hoang của Hoa Kỳ và một khách sạn của Pháp, nơi có thể đồn trú cho 500 binh sĩ. Đáng chú ý là vùng tự trị Azores là then chốt đối với an ninh của các tuyến cáp ngầm dưới biển. Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một căn cứ không quân tại Lazes trên đảo Terceira, Azores. Báo cáo này của John Hemming và Peter Varnis đã thực hiện và được Viện McDonnell Laurier của Canada cùng với Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Anyway của Hoa Kỳ công bố. Các cáp ngầm thông tin liên lạc dưới biển là một mối quan tâm trọng yếu của Bắc Kinh. Chúng hầu như là nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Việc Bắc Kinh đã tập trung vào quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương thực sự có liên quan rất lớn đến việc quần đảo này nằm gần các tuyến cáp ngầm, thông tin liên lạc chính dưới biển đi xuyên qua Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã công khai theo đuổi việc đặt căn cứ, đầu tư và tiếp cận lãnh thổ đối với các vùng đất ở Bắc Đại Tây Dương, đồng thời đã có các hoạt động thương mại, tình báo và chính trị mạnh mẽ xuyên suốt khu vực Nam và Trung Mỹ, cũng như là vùng Caribe. Thật vậy, họ đã có các mục tiêu chiến lược thật sự trong khu vực này, nhưng không có mục tiêu nào trong số này vượt qua việc cấp thiết và ngăn chặn sự tập trung quá lớn của Hoa Kỳ vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Hiệp ước AUKUS. Thưa quý vị, Tổ chức Nhân quyền Safeguard Defenders và các nhà lãnh tụ lập pháp Hồng Kông là Quán Thông, Hứa Chí Phong cùng với những người Hồng Kông lưu vong khác đã cùng gửi một lá thư đến Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol, tuyên bố rằng tổ chức này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thâm nhập nghiêm trọng và trở thành công cụ để đàn áp các nhà dân chủ ở nước ngoài. Cuộc điều tra của Safeguard Defenders đã cho thấy chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông đã nhiều lần lợi dụng thông báo đỏ của Interpol để truy lùng và dẫn độ những người lưu vong, thậm chí là còn đe dọa các nghị sĩ nước ngoài đã giúp cho họ trốn ra nước ngoài. Trung Quốc và Hồng Kông đe dọa sử dụng Interpol truy lùng những người Hồng Kông lưu vong. Safeguard Defenders cùng với 16 cựu nghị sĩ, nhà hoạt động nhân quyền hoặc là những người ủng hộ họ bị truy nã theo luật an ninh quốc gia Hồng Kông đã gửi một bức thư ngỏ tới Interpol. Những người ký tên bao gồm là Quán Thông, Hứa Chí Phong, Lưu Tổ Địch, Lâu Hay Lam, Hứa Vĩnh Đình và cựu thành viên của tổ chức Joe Lam, Mark Sherman và là trợ lý của ông Lê Trí Anh. Bức thư đã viết rằng đa phần họ buộc phải rời khỏi Hồng Kông sau khi luật an ninh quốc gia được thực thi. Luật an ninh quốc gia đã tạo ra một tập hợp các tội phạm chính trị và tội danh mà họ mắc phải chỉ là vì bảo vệ các quyền và tự do phổ quát của con người. Trong một năm qua, chính quyền Hồng Kông và chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói rằng họ muốn truy lùng chúng tôi, bắt giữ chúng tôi và đưa chúng tôi về Hồng Kông để xét xử. Ngôn ngữ họ sử dụng ngày càng trở nên thù địch và khiêu khích. Nhưng chúng tôi chỉ thực hiện các quyền tự do chính trị cơ bản, bức thư đã viết. Các quan chức cấp cao và cảnh sát và giới truyền thông đảng của chính quyền Hồng Kông đều đề cập đến việc sử dụng hệ thống Interpol để giam giữ và dẫn độ họ, khiến cho họ thực sự gặp nguy hiểm. Chúng tôi yêu cầu Interpol bảo vệ chúng tôi, không để họ lạm dụng thông báo đỏ, lệnh truy nã đỏ và thông báo diffusion, thông báo phổ biến như là một công cụ để đàn áp chính trị. Bức thư cũng đã nhấn mạnh rằng hàng chục ngàn người đã bỏ trốn khỏi Hồng Kông. Nhiều người có thể đã bị truy nã vì các tội danh chính trị và những người ký tên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Họ đã lo lắng rằng chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông có thể đã sử dụng các công cụ của Interpol để chống lại họ. Nỗi sợ hãi lớn hơn là Hồng Kông và Trung Quốc đang lên kế hoạch làm điều này, điều mà họ đã công khai thừa nhận mà không chút do dự. Thông báo đỏ được sử dụng để dẫn độ các nhà hoạt động nhân quyền. Bức thư họ đã trích dẫn ví dụ về nhà hoạt động nhân quyền người Duyên Ngô Nhĩ, ông Adit Hassan, người đã bị Interpol ban hành thông báo đỏ vào năm 2017 theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi ông Hassan đã bị bắt tại Maroc vào năm ngoái, rất may là những nỗ lực từ các bên và sức ép từ dư luận quốc tế đã buộc cho Interpol phải hủy bỏ lệnh bắt giữ ông. Nếu không thì ông Hassan có thể là bị dẫn độ về Trung Quốc và phải đối mặt với án tù chung thân. Safeguard Defenders đã được thành lập vào năm 2016 và có trụ sở chính tại thành phố Lyon, Pháp. Vào ngày 13 tháng 1, tổ chức này đã công bố một báo cáo nghiên cứu với tiêu đề "Truy lùng suốt đời, cuộc truy đuổi toàn cầu của chính phủ Hồng Kông, luật an ninh quốc gia và nguy cơ lạm dụng của Interpol". Trích dẫn các báo cáo đã nói rằng khoảng 30 người trong số những người rời bỏ Hồng Kông đang bị truy lùng vì luật an ninh quốc gia và không thể biết chính xác số người thực sự bị truy lùng. Báo cáo đã dẫn lời của chánh văn phòng Hồng Kông, ông Lý Gia Siêu, đe dọa đã sử dụng luật an ninh quốc gia để truy lùng suốt đời những kẻ đào tẩu. Ngay cả khi không có hiệp ước dẫn độ, vẫn có những công cụ khác để truy đuổi họ, bao gồm cả khả năng sử dụng Interpol để bắt và trục xuất họ. Cánh tay dài của luật an ninh quốc gia vươn ra nước ngoài. Đồng thời, do quy định về quyền tài phán ngoài lãnh thổ tại Điều 38 của luật an ninh quốc gia, thậm chí là một số người nước ngoài bên ngoài Hồng Kông cũng đã bị cuốn vào vụ việc. Ví dụ như là các nghị sĩ Đan Mạch, ông Ulfeld Albrecht và bà Katarina Amipol. Những người đã hỗ trợ ông Hứa Chí Phong trốn khỏi Hồng Kông cũng đã bị cảnh sát Hồng Kông và Bộ Công an Trung Quốc thông qua các kênh Interpol yêu cầu điều tra bằng cách là sử dụng hiệp ước hỗ trợ tư pháp Trung Quốc, Hồng Kông, Đan Mạch, nhưng đã bị chính quyền Đan Mạch bác bỏ. Các nghị sĩ của Hạ viện Anh, bao gồm Thượng nghị sĩ, Thượng nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland David Alton, đã được chính phủ Anh cảnh báo rằng họ có thể nguy cơ bị giam giữ và dẫn độ đến Hồng Kông nếu đi du lịch nước ngoài. Một số nghị sĩ của Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng đã bị liên lụy. VOA đã đưa tin Safeguard Defenders đã chỉ ra rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy Interpol đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thâm nhập rất nghiêm trọng. Họ dần dần biến tổ chức này trở thành công cụ chính trị, giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp những người lưu vong. Từ năm 1984 đến 2005, mỗi năm Trung Quốc bình quân đưa ra 26 thông báo đỏ thông qua Interpol. Từ năm 2005 đến 2014, mức bình quân là 33 thông báo. Đến năm 2016, con số này đã tăng vọt lên là 612 thông báo. Vào năm 2016, ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đã trở thành Chủ tịch Interpol đầu tiên của Trung Quốc. Safeguard Defenders đã chỉ ra rằng, vào ngày 25 tháng 11 năm 2021, bất chấp sự phản đối của nhiều bên khác nhau, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu chọn thành công ông Hồ Bân Sâm, người làm việc cho Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Công an, trở thành một trong 13 thành viên của Ủy ban điều hành Interpol, gia tăng vì Trung Quốc lạm dụng tính năng của hệ thống này. Interpol đã được chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông sử dụng để gây ra một mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với các nhà bất đồng chính kiến ở đại lục sống lưu vong tại nước ngoài, các nhà cựu lập pháp Hồng Kông và những người biểu tình ủng hộ dân chủ. Safeguard Defenders và những người đồng ký tên trong thư ngõ để yêu cầu Interpol xác nhận xem có bất kỳ thông báo đỏ hoặc là thông báo diffusion nào được đưa ra chống lại những cá nhân này trong cơ sở dữ liệu của mình hay không. Điều này đã vi phạm rõ ràng rằng điều lệ của Interpol, vì nhiều người trong số của họ đã được tị nạn chính trị. Điều quan trọng nhất là tổ chức này phải bảo đảm rằng trong tương lai họ sẽ không bị đưa vào các thông báo đỏ hoặc là thông báo diffusion của Trung Quốc hoặc là Hồng Kông. Kính thưa quý vị, mời quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Thưa quý vị, mỗi tin chuyên đề của DKN TV của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.